Em Quang xin được làm một đoạn video để cho anh em thợ trực tiếp tháo những cái sản phẩm súp Fricap 800. Đây các bác nhá, hàng chưa vệ sinh vẫn còn nguyên cái bụi từ bên nước ngoài nhá các bác nhá. Đây tháo để các bác chiêm ngưỡng cái độ xịn sò chất lượng từ cái dây rồi đi đấy nhá. Đẹp nó long lanh luôn. À, dây mềm đi gần như mới nha các bạn nha, hàng bãi mà đẹp gần như mới luôn. À, các bạn nhìn này. Đây, trong này nó bụi nha các bạn nha, sau em sẽ tháo cái đáy này ra. Ê khoan ba, tháo cái đáy này chứ, tháo cái đáy này chứ, giữ tháo cái đáy. Đấy. À, thấy không? Lần đầu tiên tháo ra nha. Đấy. Những người thợ chuyên môn như bên em thì tháo không có vết, dùng cái này vâng nha, phải rất cẩn thận tháo để cho các bác chiêm ngưỡng kiểm tra cho các bác. Chứ còn đẹp long lanh luôn, mở ra nó sẽ bụi nha các bác nha, nhưng bụi là nguyên chất ấy, thấy chưa? Đây các bác ơi, bụi tây nhá, đã chưa? Đấy, độ đẹp nha, nó nếu mà nó đẹp nó tông thì có mà bụi đến mấy nó vẫn đẹp. Sau em sẽ lau như mới các bác xem nhá, gần như mới nha. Đấy nhìn đã mắt chưa các bác? Em lên sóng là toàn kiểu hàng nó phải thế này này, hàng VIP nha. Đấy, quy trình vệ sinh chỉ độc thế thôi, đã ok rồi, bạt đã đời không này, đánh như phê SVK 800 à, gần này. To chưa, không bao giờ lo hỏng gân, đừng nói chuyện hỏng cái gân này các bác nhá, siêu khủng. Đấy, tháo bát ra cho các bác chiêm ngưỡng. Vâng, thông báo với các bác là những quả màu đen này với quả màu vàng này về chất lượng, chất âm vẫn như nhau, cấu tạo tất cả là như nhau hết. Em tháo một quả đen này đại diện